Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mang lại hiệu quả tiện ích cho người dân trên các mặt đời sống. Để giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với chuyển đổi số, quận Bình Thủy đã đồng loạt triển khai các chương trình truyền thông hướng dẫn ứng dụng các nền tảng số. Và từ đó thì cũng đã giúp người dân trên địa bàn quận tiết kiệm được thời gian chi phí, cũng như từng bước trở thành công dân số. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, tổ công nghệ số cộng đồng ở các phường trên địa bàn quận Bình Thủy đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người dân, tuyên truyền hướng dẫn các nền tảng số. Nhờ đó, nhận thức của người dân đã được nâng lên. Các ứng dụng Cần Thơ Smart tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt dần trở nên quen thuộc với người dân. Thuận tiện cho người dân rất nhiều, có nghĩa rằng mình muốn đề cập một cái chuyện gì với chính quyền, với lại tất cả những việc liên quan tới cuộc sống của mình thì mình cứ ngồi tại chỗ mình đã là làm việc được. Đi khám bệnh hoặc là đi những nơi nào đó cần giấy tờ tùy thân nhưng mà chúng ta lỡ quên thêm theo thì chúng ta sẽ mở cái app lên, là em thấy là rất là tiện ạ. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023, quận Bình Thủy đồng loạt triển khai chương trình truyền thông hướng dẫn cài đặt các ứng dụng. Để chương trình mang lại hiệu quả, quận đã vận động sự hỗ trợ đồng hành từ các doanh nghiệp viễn thông như VNPT, Mobi và Viettel, tài trợ phần tuyên truyền với hơn 120 băng rôn, 42.000 tờ rơi, hỗ trợ về dữ liệu di động cho hơn 200 thành viên tham gia truyền thông để có thể truy cập các ứng dụng một cách thuận lợi khi hướng dẫn cho các hộ dân. Lực lượng đoàn viên xung kích đi đầu trong hỗ trợ hướng dẫn người dân trong tiếp cận các ứng dụng. Đoàn phường Bình Thủy cũng có nhờ một số đơn vị hỗ trợ như chủ trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, trường Cao đẳng nghề và trường Đại học Nam Cần Thơ chia thành 4 nhóm để tham gia thực hiện. Mục tiêu của chương trình là hướng dẫn đến các hộ dân trên địa bàn quận tiếp cận một cách hiệu quả về ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đánh giá sơ bộ tình hình hộ gia đình trong đáp ứng mục tiêu trong chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Quận cũng yêu cầu các cái phòng ban ngành, đặc biệt là phòng văn hóa, phối hợp chặt chẽ với các cái phường, hàng tuần có cái báo cáo các cái việc làm được, chưa được. Bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chương trình hứa hẹn sức lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội.